5 đến từ KIAI, ta còn rất nhiều kinh nghiệm nữa mới lên được cấp độ 6. Chiêu cuối trượt đến từ Cotton làm choáng thì chúng KIAI, anh ta vẫn có thể có một cỏ quay tốt. Đó là chiêu cuối bùng nổ sức mạnh sát thương là không đủ chiến công đầu cho KIAI. Thậm chí Cotton cũng đã nằm trong tầm tấn công. KIAI chỉ còn một cú quỳ nữa, anh ta đã lên ngựa. Đó sẽ là solo kill ngược lại, double kill cho KIAI. KIAI đang muốn tặt cánh, muốn đánh với xung phong của mình, không hề có tầm nhìn ở đây. Anh ta đang chờ đợi và xung phong không có chống chịu, không hề có chống chịu đến từ Team Secret ở đây. Vé đất ở quá xa, bây giờ anh ta mới đến. Olaf của DNK lại đang đi chuyển xuống cục bùa rồng ngàn rồng lửa, trụ mất người mất. Venus cố gắng rút lui, cố gắng cover, cầu sống chất lượng, double kill cho đường giữa của Gami Sport. Họ đang tiến thẳng ra cuộc hang rồng. Olaf đang ăn. Cái tốc độ ăn của anh ta nó có là kịp hay không? Có chơi là không. Đồ mà các thành viên của Gami Sport đang có, đang muốn tình dẫn đây, muốn tắt kia nhà. Nhưng tấn công thẳng đầu vị trí chống chịu, còn trong cái này các thành viên của Gami dồn sát thử phía ngoài cực kỳ dễ dàng. Làm choáng được hai người, cố gắng chạy đi, tốc biến kén. Và sau đấy là kén nhìn vào mắt đến từ Levi, chỉ mờ hơi nhiều rồi. Levi vẫn đang cố gắng gây sát thương ở đây, cuộc tật bị trói chân bởi trường cuối của Ballet. Còn DNK thì cực kỳ cô độc. Đây sẽ là phần thưởng dành cho địa kia ra đây. Vẫn đang đuổi theo và đó là phần dành thưởng cho địa. Đó là phần thưởng dành cho địa. Đang kỳ yếu, Kia đang có một con klẹt vừa mất trung phong. Không đánh được từ chiều cuối, chỉ trúng một người. Làm choáng đến từ vị trí có tự anh ta băng vào, anh ta quá đơn độc. Anh ta nằm xuống quá nhanh trước sự sát thương gây ra đến từ tất cả các thành viên của Gami Sport. Chiều cuối được dùng đến từ klẹt của Kia. Góc không thực sự quá đẹp, nó vẫn hỗ trợ thêm tốc độ di chuyển khá cao. Quả cầu sấm chất lượng chúng tôi người đến từ vị trí địa một. Và sau đó, không còn sau đó nữa, tất cả các thành viên bên phía của Team Secret đều bảng. Người cuối cùng sẽ là vị trí của Serenity. Niềm hy vọng cuối cùng của Team Secret cũng đã tắt. Đây sẽ là tình huống kết thúc ván đấu chẳng hay sẽ là pha mà họ lấy siêu cấp, sau đó thì sẽ ra Baron. Sau 26 phút thi đấu vừa qua, linh hồn rồng lửa bùa lại Baron bắt kia nha. Vẫn đang là những nỗ lực đến từ Team Secret trong việc hạ gục Kia ít nhất là một lần trong cái đấu lần này. Là không được, anh ta chặt phát chặt thứ tư của khinh hướng bạo lực. Kết quả vừa rồi cả pha lướt lại bắn khá tự tin đến từ Blade, sát thương nhiều ép tốc biến của Artifact. Và sau đó hai trụ bảo vệ ở chính cũng sẽ nằm. Lại là những quả cầu sấm vô cùng chất lượng đến từ vị trí của địa một, nhắm thẳng vào những trụ lực bên phía của Team Secret. Họ bất lực nhìn nhà chính của mình nằm xuống. 27 phút là những gì mà Gam cần. Rất nhiều cách để lựa chọn những cái phép bổ trợ cũng như là ngọc bổ trợ đi cùng. Thì ở khu vực đường trên này chúng ta thấy cô tực đang cầm cho mình có điểm chinh phục. 5 stack của Irelia, sát thương nhiều, cô biết không biết có dạng búa. Và anh ta bị solo kill chiến cộng đầu cho Zeros. Có được cấp độ 5, sắp có được cấp độ 6. Đường trên băng trụ diễn ra, Zeros múa khá ghê. Nhưng anh ta bấm bánh lên, anh ta bị trụ bắn quá nhiều. Vẫn kịp ăn một vài những con lính trước khi phải lên bảng. Đó là cú nổ đầu cước chỉ trúng một người. Phát đâm vào Zeros, tốc biến mù mắt đến Zeros. Anh ta không tìm được ai để có thể cú quy tiếp theo cả. Anh ta tìm được Celeste, Celeste tốc biến đi. Người kẹt lại là Cotton. Pha tấn công có vẻ là cầu kỳ đến từ Gam, nhưng những cái hệ quả để lại là Team Secret chỉ mất đi một mạng hạ gục vào tay của Levi mà thôi. Ở khu đường trên băng trụ diễn ra, Gami Sport còn thiếu một đòn đánh tay nữa, địa một nấp vào. Anh ta dứt điểm được vị trí của DNK. Đâu? Anh ta nấp về không được, bị khép góc hai bùa cho Cotton 1-1 khu đường trên. Không hẳn là quá lời cho Gami Sport. Để xem Zeros có đòi lại được hai bùa này không, nên Levi lên với cú nổ đầu cước chưa hồi. Pha băng lên đến từ vị trí của Zeros, lại là dạng súng chuyển sang dạng búa thì anh ta cũng đã hết máu. Hai bùa ngược lại, cây băng vàng tìm kiếm Zeros. Zeros không còn tốc biến nữa, địa một xích thành công lại. Levi đã có mạng của Celebrity. Tôi không hiểu tại sao Zeros lại bị hạ gục trong pha này nữa, nhưng Levi đã thấp máu. Levi đang nằm trong tầm tấn công, anh ta chạy có thể qua, anh ta vẫn sống. Tạm thời như vậy, dính tiêm hay khả biến thì chắc chắn nằm. Palette cũng không có ai để có thể nhập vào cả, đó sẽ là mạng hạ gục cho ai mà thôi. Vẫn phải đang cố gắng rút lui đến từ vị trí Palette. Quả cầu sống chuẩn xác, Cotton có mạng hạ gục thứ 7. Nên Celebrity họ muốn xuống đây để tấn công. Đây là Zeros không tốc biến. Zeros không tốc biến, chung cuối chẳng ngược lại. Dính một đòn băng, lại một lần nữa hòa mới mới kêu lên tiếng. Chung cuối đến Artifact, nó chẳng trúng ai cả. Rất nhiều chung cuối quan trọng, 5 chung cuối, 4 chung cuối đến từ bên phía của Team Secret đã hết. Họ đang phải giao tranh với tình trạng là mất quá nhiều chung cuối quan trọng. Gami Sport có một người bấm bề về là Zeros. Zeros dịch chuyển trở lại, anh ta chắc chắn sẽ dịch chuyển trở lại. Anh ta dịch chuyển bọc đầu các thành viên Team Secret. Thôi xong rồi, nộ lông cước còn, anh ta dẫn lối còn. Cốt tự kẹt lại, không tốc biến, cố gắng lôi phạt rút lui. Những sát thương đến từ Gami Sport vẫn đang nhồi vào nhiều chục quái trang dẫn lối thành công. Sát thương đủ đến từ Blade để hạ gục một thành viên của Team Secret. Còn duy nhất là Venus cùng Celeb sống sót ở đây mà thôi. Cô Tật có dịch chuyển và anh ta không thể nào dịch chuyển dịch trước được từ... bởi vì đó là địa 1. Địa 1 với giày... anh ta có giày vệ quân và anh ta chói được Celeb. Celeb nằm. Người cuối cùng còn lại là Venus. Anh ta lại bị dính sóng ngầm, có kiệt... Người cuối cùng còn lại là Venus. Anh ta lại bị dính sóng ngầm, có kiệt sức. Cotton đấy, băng lên, Cotton hồi sinh trở lại. Anh ta tấn công, tấn công và hạ gục thành công Levi. Cú làm choáng tốt bằng mắt xích không gian. Mà lẽ có đúp lại chưa? Câu trả lời là chưa. Để bắt các thành viên của Team Secret. Pha đó thì Artifact cùng lắm rồi đánh đấy. Này đánh này,
Hòa mới kêu còn pha băng lên với bola băng tốc biến né khá hay đến từ Blade. Anh đã quay lại trả sát thương, cái lượng sát thương của Avalius 3 đồ nó là quá nhiều. Triple kill, cho Blade. Đó có thể là cú beta nếu anh ta có thể được nhường mạng, nhưng địa một vẫn còn sống, đó là niềm hy vọng hơi le lói. Đó là cú quá kill. Artifact đang là người duy nhất sống sót. Địa một nói không có beta nào đây cả. Anh ta bị nó một lần, đó là Kiaya. Kiaya làm người lại bị hại là Blade. Không, khi sức ép đến từ cái bola băng hàn là vẫn còn bola băng khép góc, đó là dòng lửa dành cho Gam Esports. Pha xử lý quá tệ đến từ vị trí của DNK. Sóng ngang vội cước, Levi bị lôi phạt ra, anh ta có đủ khả năng chống chịu đến từ rồi sao? Đến từ vị trí của giới đất chúng bốn thành viên, Venus đào hầm bỏ chạy, một support hết sức có tâm và đồng đội của anh ta thì chết sạch. Hay là sẽ là ván đấu thứ ba dành cho đang của Gam stream nhẹ với địa một bên kia. Donate à? Xin donate, địa một đang xin donate, địa một đang xin đều donate vị trí của Venus. Thực sự chỉ là giữ chân thôi, giữ chân thôi. Rồi bắt được nhau rồi. Kiệt sức đến từ Venus. Làm tí đi. Rồi. Tập biến màu áo vàng luôn. Đây là cố gắng sống, đây là dùng chiêu để sống, đi vòng loại và tiếp tục hành trình kỳ diệu. Anh em đang chơi tôi mà ra đi. Vẫn xin đều được một khoản donate đến từ địa một.